cuộc thi này. 100 km phim em sai ba. Nào gặp ai? Nào sang ơi. Hello, xin chào các bạn. Nếu anh vừa hoàn thành PC4 nhá, PC4 và một cách phải nói là rất xuất sắc luôn. Với rất nhiều anh em luôn. Và đây là một cái chung đường mà thực sự là Ngọc Anh đã vượt qua được cái đoạn mà mình vượt qua được cái đồi bò. Và cái khó khăn nhất đó là gì ạ? Khó khăn nhất đó là chúng ta vượt qua được cái đồi bò đó và đi xuống. Và PC4 sẽ là một cái thời gian mà để Ngọc Anh cùng với anh em đồng đội có thể là về đích nhá. Về đích sẽ đến sớm hơn nữa. Rất nhiều anh em đang chi cùng đường về PC4 giải VMM Sa3 lần này. Và nó khác biệt hoàn toàn so với những giải khác. Và lần này là 100 km bạn nhá. 100 km này. Đó. Cho nên là cái khó khăn nhất đó là chúng ta không sẵn sàng tham gia, và khi bạn tham gia vào thì thành công nó sẽ tới với các bạn khi mà các bạn quyết tâm, đúng không ạ? Ok, các bạn nhớ xem video này thì comment dưới video này nhá, để mình có thể chia sẻ các bạn về những cách mà chúng ta có thể đăng ký VMM Sa3 100 km, và nhớ là hãy hoàn thành mục tiêu nó và chiến đấu với nó. Mỗi khi chúng ta chinh phục được một mục tiêu thì ở trong chúng ta đã sản sinh ra một cái năng lượng mới. Những cái khó khăn được sinh ra cho những kẻ bỏ cuộc, và đó là thách thức dành cho những người thành công. Tôi biết trong căn phòng này có nhiều anh chị chưa từng được có huy chương môn chạy bộ. Nhưng nếu anh chị làm được một lần trong đời, anh chị sẽ chửi tôi ở sát cạnh đích. Đã chửi tôi xui cái anh chị chơi cái trò chơi chó chết này. Nhưng tin tôi đi, sau khi huy chương được đeo vào cổ, được mặc cái chiếc áo chiến thắng, mang huy chương về nhà và treo nó lên tường, và các anh chị luôn nói rằng tại sao mình chỉ có một cái nhỉ? Không phải là một huy chương mà sẽ phải làm đầy cái giá huy chương đó.